Ê, tao còn chưa kịp trả lời nó chạy mẹ à. Vâng ạ, bàn tay quý vị đâu ạ? Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng cho các em được không ạ? Vâng ạ, một tiết mục rất là công phu, rất là đặc sắc. Xin cảm ơn quý vị.